Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách đây hơn 2.000 năm, lịch sử nhân loại đã xảy ra một biến cố vô cùng trọng đại, đó là thiên tử giáng trần làm người. Với biến cố ấy, từ đó cho đến nay, nhân loại liên tục cử hành lại, một phần để kỷ niệm biến cố trọng đại ấy, và một phần để mong chờ đấng cứu tinh lại đến một lần nữa để mang ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Xem ra biến cố Giáng sinh thật sự là một biến cố vô cùng hân hoan và vui mừng. Nhưng thực tế vẫn có người cho rằng đây là một biến cố mang đến thảm họa cho nhân loại. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ về vấn đề này không? Và tại sao có người lại nói đây là một thảm họa? Lần dở những trang sử của lịch sử cứu độ, hoặc là chúng ta dựa vào những sự kiện đã xảy ra xung quanh biến cố Giáng sinh, chúng ta sẽ thấy bên cạnh luôn luôn là những mối đe dọa, nguy hiểm và thậm chí là sự chết chóc đến với con người. Có thể mối nguy hiểm ấy đến đầu tiên đối với ông Giuse và bà Maria. Bà Maria sau khi nghe sứ thần Gabriel truyền tin và sẽ thụ thai, bà Maria đã đối đáp thế nào? Chuyện ấy làm sao có thể xảy ra được? Bởi vì tôi chưa hề biết đến chuyện vợ chồng. Chúng ta biết đối với dân Do Thái, người phụ nữ chưa chồng mà chữa, có lẽ, hãy nói chắc chắn ra, đó là một hình phạt vô cùng nặng nề, có thể mất mạng như trời. Và sau khi nghe lời thiên sứ truyền tin, bà Maria không khỏi hoang mang và lo lắng, chuyện ấy làm sao mà xảy ra được. Cũng thế, ông Giuse sau khi nghe bạn của mình có thai, ông cũng đang rắp tâm nửa đêm để bỏ xứ đi mất. Và bởi vì thương bà, không muốn tố giác bà, ông muốn âm thầm để đi khỏi xứ. Nhưng may mắn thay, bởi vì sau đó cả hai ông bà đều biết đó là chương trình được Thiên Chúa sắp đặt, nên hai ông bà tiếp tục ở lại để thực hành cái chương trình đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Xem ra câu chuyện của hai ông bà Giuse và Maria không dừng lại ở đó. Bởi vì cho đến ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Maria sinh hài nhi. Không có một quán trọ nhà nghỉ nào có thể chứa chấp hai ông bà. Sinh một đứa trẻ ra trong một cái hang hấp, nơi dành cho bò lừa, cho muôn thú. Và đứa trẻ được đặt trên máng cỏ. Hình ảnh đấy làm sao có thể chấp nhận nếu như đây là một vị cứu tinh, là một vị vua mà dân Do Thái đang mong chờ. Và câu chuyện sinh hài nhi tưởng như đến đây là chấm dứt, là êm rồi. Nhưng không, bởi vì chỉ vài ngày sau, thiên sứ lại báo tin ông bà phải đưa đứa bé trốn sang Ai Cập ngay lập tức. Bởi vì quân dân lính họ đang truy tìm hài nhi giết chết. Hài nhi đã trốn và hài nhi đã thoát chết. Nhưng hậu họa, cái thảm họa cho nhân loại ở đâu? Đó là hàng trăm hài nhi vô tội khác ở vùng đất Bethlehem ấy phải chết. Đơn giản, vì vua Herod nghe tin có một vị vua Do Thái đã xuất hiện. Vị vua ấy có thể tiếm quyền của ông. Với lòng hiểm ác và ích kỷ, ông sẵn sàng giết chết những trẻ thơ vô tội. Nhưng nếu nói như thế, chúng ta có thể đặt lại vấn đề. Nếu như hài nhi ấy không phải là hài nhi Giê-xu, mà là một con người bình thường khác, cũng là một người mà tiên tri bảo rằng đứa bé này sẽ là vua dân Do Thái, một vị vua theo kiểu dân Do Thái mong chờ, phải tầm cỡ kiểu như David Solomon, sẽ đứng lên lãnh đạo đất nước hùng mạnh như ngày nào để đánh tan mọi kẻ thù xâm lăng. Nếu thật sự có một vị vua như thế, vua Herode cũng cho giết.
bởi vì đó là cuộc sống của con người trần gian. Nhưng xem ra câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Chúng ta có thể trở về câu chuyện của Maria và Giuse. Rõ ràng đây là hai con người trong nhân loại được tuyển chọn. Ở vị trí như thế này họ phải thật sự đặc biệt. Cho nên chắc chắn chúng ta nghĩ rằng nếu như họ được tuyển chọn để làm cha làm mẹ của hài nhi Giê-xu, làm cha mẹ của thiên tử ở trần gian này, thì chắc chắn họ phải được Thiên Chúa bảo kê. Họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và không có gì có thể lay chuyển được họ. Nhưng thực tế thì thấy thế nào? Họ liên tục gặp những trắc trở nguy hiểm cho cả tính mạng mình và cho cả hài nhi. Xem ra, nếu xét về một khía cạnh khác, theo kiểu nhìn nhận của người đời, người ta bảo là cuộc sống thường có nhân quả, ở hiền gặp lành. Cả ông Giuse và bà Maria là những con người hết sức hiền lành và đạo đức, chẳng bao giờ gây hấn hoặc là hiềm thù với bất cứ ai. Tại sao họ bắt đầu một cuộc đời gia đình của mình lại vất vả và chuyên chuyên đến như thế? Có phải ở hiền gặp lành đâu? Rõ ràng một bước đi khởi đầu hết sức bấp bênh và vất vả. Chúng ta suy nghĩ gì khi một biến cố Giáng sinh đáng lý ra là một biến cố vô cùng trọng đại và cả nhân loại phải tưởng niệm như là một niềm vui lớn cho nhân loại, thì bên cạnh đó lại là một thảm họa lớn cho rất nhiều người xung quanh trong thời điểm lúc bấy giờ? Vâng, đó là một biến cố đã rớt xuống trong hoàn cảnh xã hội Do Thái lúc bấy giờ, để muốn nói rằng cái niềm vui hạnh phúc của chúng ta, của nhân loại ở đời này thật sự rất là mỏng manh và chưa thể trọn vẹn được. Bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc ấy, con người luôn canh cánh ở bên mình một nỗi vất vả, một nỗi truân chuyên, một nỗi lo canh cánh trong lòng, nhưng không biết lúc nào thì nó ập đến. Bất cứ thời nào cũng thế thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và chính vì sự bấp bênh ấy rất cần thiết cho sự ra đời của một hài nhi. Một xã hội đã trở nên hỗn loạn và mất trật tự. Một hài nhi sinh ra trong một hoàn cảnh mà dường như nếu người ta nhìn vào một đứa bé sinh ra mà gặp quá nhiều vất vả, cản trở như vậy, thì người ta gọi rằng đó là một điềm báo. Một điềm báo rất xấu cho một tương lai của đứa trẻ, hết sức là cam go và vất vả cho tương lai của em. Nhưng em đã sinh ra đúng thời đúng lúc, bởi chính vì hoàn cảnh bấp bênh nhiễu nhương của xã hội, của thế gian nói chung này, lại rất cần có một người xuất hiện để lập lại trật tự cho một xã hội ấy. Vốn dĩ ngay từ ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nó rất là tốt đẹp. Xem ra một gia đình với ba nhân vật toàn là những người thánh thiện như thế: Đức Giê-xu, mẹ Maria, thánh cả Giuse, phải là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Nhưng bắt đầu cuộc đời của một gia đình lại khởi đi từ những bấp bênh ấy. Điều đó lại là một vấn đề để cho chúng ta nhìn ngẫm về đời sống gia đình của chúng ta, của thế giới này. Chúng ta cũng bất bên, chúng ta cũng cam go, chúng ta cũng gặp những sóng sánh trong gia đình mình. Không phải do chính mình gây ra thì cũng là thành viên trong gia đình. Nhưng những cam go ấy chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Có sẵn sàng dấn thân, có sẵn sàng phó thác và tin cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa như là hai ông bà Giuse và Maria hay không? Hay là chúng ta chỉ ôm đầu kêu trách, khóc than, phàn nàn và đầy oán hận? Quý bạn trẻ em, chúng ta nhìn thấy một hài nhi Giê-xu sinh ra trong một hoàn cảnh như thế, nhưng lại là một gia đình được tuyển chọn.
Hôm nay tôi bước vào cung thánh, nhìn trên cung thánh quý bà thấy là có ba bình bông. Không biết tác giả cắm ba cây nến tượng trưng cho ba màu khác nhau, màu vàng, màu xanh và màu hồng, có ý gì không? Nhưng tôi thì tôi nhớ đến bài hát của vợ chồng Phương Thảo Ngọc Lễ ngày nào. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh và con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh thắp sáng cả một gia đình. Ôi lời bài hát sao đơn sơ và hình ảnh quá gần gũi và dễ thương như vậy, nhưng hết sức ý nghĩa. Cả ba ngọn nến ấy tượng trưng cho ba màu sắc, cho ba con người khác nhau, ba vị trí khác nhau trong gia đình, nhưng họ phải là những cây nến cháy sáng. Và ba ngọn nến ấy phải thắp lên để làm cho căn nhà của mình được ấm cúng, được lung linh. Thời tiết Việt Nam mấy ngày nay rất là rét buốt. Cứ nhìn vào ba ngọn nến như thế này, chúng ta cũng cảm thấy được ấm lòng. Ngọn lửa ấy là ngọn lửa tin yêu, ngọn lửa tình yêu. Chúng ta lấy đâu mà sức mạnh để yêu, để tin, để có thể làm cho gia đình mình sống dậy? Chúng ta bám víu vào đâu để làm cho gia đình mình được bình an và hạnh phúc? Chúng ta mong chờ một gia đình được bình an trong ngày lễ gia thất hôm nay với lời cầu xin và ý lễ ngay đầu lễ tôi đọc cho quý bà nghe. Có rất nhiều người muốn gia đình mình được ấm êm và dâng gia đình mình cho gia đình này, cho thánh gia này. Nhưng chúng ta không biết là phải bắt đầu từ đâu để làm lại. Tất cả những thành viên trong gia đình, mỗi người đều phải có trách nhiệm với chính gia đình của mình. Hài nhi Giê-xu xuất hiện, vâng, Ngài đến đã ký kết một giao ước mới với nhân loại. Giao ước ấy được ký kết giữa Thiên Chúa với con người, giữa Thiên Quốc với nhân loại, giữa cái thuần thiên và cái phàm tục, giữa cái tạm bợ và cái vĩnh cửu, giữa cái cao thượng và cái thấp hèn. Tất cả được nối kết, xe duyên nơi hài nhi Giê-xu. Đây là một đấng trung gian vô cùng cao trọng và độc nhất. Ngài đến bởi vì Ngài mang tình yêu nên được gọi là đấng tình yêu. Tình yêu ấy không phải phân phát cho một cá nhân nào, hay là một thứ tình yêu vị kỷ chỉ dành cho một người này mà bỏ qua người kia, nhưng là tình yêu rộng khắp ban phát cho cả và nhân loại, cho bất cứ ai biết và tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Tình yêu ấy thật bao la và nhiệm màu. Có lẽ dịp Giáng sinh phải nói là một niềm vui, nhưng đó là dịp để nói về tình yêu. Chúng ta rất là lạ khi đối diện với cái chết hoặc hung tin ngày tận thế đến. Chúng ta vội vàng để mà đối phó với ngày ấy. Làm sao để sống những ngày ấy có cái ăn, cái mặc, có đèn, có điện đầy đủ đây? Chúng ta sợ và bám víu vào sự sống khi nghĩ đến cái chết đang gần kề. Nhưng lạ chưa? Bởi vì khi chúng ta đang được sống như thế này, rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn như thế, chúng ta lại rất ơ hờ và vô cảm với những hồng ân của Thiên Chúa ban cho mình. Đúng lý ra, đấng mang đến tình yêu, đấng mang đến ân điển là đấng đã trao rồi, còn chúng ta đã nhận chưa? Hay là chúng ta chỉ ôm lấy đó một đống ân sủng mà mình chẳng mong chờ, chẳng để ý, vô cảm thờ ơ và suốt ngày chỉ dòm ngó để đeo đuổi một cái mục đích nào đó vô bổ và chẳng có cùng đích ở đời này? Chúng ta hay oán trách, kêu hờn và thậm chí là hận thù bởi chúng ta không đạt được cái mà chúng ta mong muốn. Trong khi đó tình yêu ban phát rồi, ân sủng đã đến rồi, chúng ta ngập tràn hồng ân của Thiên Chúa, nhưng lại không nhìn ra đó chính là nén bạc của mình, đó là hạnh phúc của mình, nhưng lại cứ đi tìm hạnh phúc đâu đâu. Tình riêng bỏ trợ, tình người đa đoan là như vậy. Có lẽ nếu như Đức Giê-xu là một đấng trung gian độc nhất vô nhị, thì Thánh Giuse và Đức Maria
cũng là những đấng trung gian tùy phụ. Chúng ta vẫn chạy đến với hai vị thánh này thường xuyên để các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Như vậy chứng tỏ đây là một gia đình trung gian bậc nhất của nhân loại, trung gian giữa con người và Thiên Chúa, giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc. Rất xứng đáng để chúng ta đến với gia đình này để cầu xin, để họ có thể giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta có một cuộc sống hoàn thiện hơn. Đáng lắm chứ. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Năm nay, năm mà giáo hội mời gọi chúng ta phúc âm hóa đời sống gia đình, nghĩa là chúng ta phải lấy nguồn mặt là lời Chúa. Lấy nguồn mặt chính là niềm tin, là giáo lý chúng ta đã học, đã nhận biết, làm kim chỉ nam để hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta không quay trở về với nguồn cội là căn tính của mình như thế, chúng ta đi đâu cũng chệch choạng, choáng váng, rồi cũng sẽ tiếp tục té ngã và gia đình vẫn cứ đau thương. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm để đốt lên ngọn nến của cuộc đời mình, để đóng góp vào nơi ấy. Bởi vì ân sủng đã ban, vấn đề còn lại chúng ta có cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa hay không? Thế thôi. Ước mong dịp Giáng sinh không phải là dịp để cho các bạn trẻ ăn chơi, các em thiếu nhi có món quà của ông già Noel, hoặc là những người già có thể quây quần với nhau, nấu với nhau một nồi xôi, một chén chè để mà quy tụ gia đình. Tất cả những cái đó chỉ là cái hình thức, cái tạm bợ vớ vẩn. Nhưng cái chúng ta phải nhận ra, nơi lễ hội này, đó là một sự hoán cải vô bờ bến. Ý thức được rằng tôi là một người được hết sức yêu thương và nâng đỡ. Trong cuộc đời này, tôi cần phải làm gì đó. Có như thế chúng ta mới khác những người không có Kitô giáo. Những người cũng coi Giáng sinh như là một dịp lễ hội để ăn chơi trác táng, nhưng chẳng có ý nghĩa gì, vô thưởng vô phạt. Rất ước mong có thánh lễ ngày hôm nay, và chúng ta vẫn còn đang sống trong tâm tình rất là đậm đà của mùa Giáng sinh. Chúng ta vẫn tiếp tục cảm nhận được hồng ân nơi hang Bethlehem ngày xưa, nơi thánh gia ngày nào vẫn tỏa sáng một tình yêu vô bờ bến, rất thuần khiết và trong sáng. Nơi ấy rất xứng đáng để mỗi người chúng ta chạy đến van lơi và xin người chuyển cầu thánh hóa cuộc đời chúng ta. Amen.